Đất của can, tạng can ở người là chung chánh, ở trời là thiên nhĩ thông, sự nghe xa vạn lý. Đất của thận, tạng thận ở người là trí sinh dục vọng, ở trời lại là đạo truyền nhân. Mở tha tâm thông, cái thông của trí tệ thì đắc đạo. Đức của phế, tạng phổi ở người là lễ, giáo khoa học kim tinh, kinh ban tế thế. Ở trời là thần túc thông, thông đạo khoa học quyền bí Phật pháp. Đức của tỳ, tạng tỳ ở người là lòng bao dung, tha kẻ thù. Ở trời là lòng chí nhân của quân tử, lòng của thánh nhân, con mở túc mạng thông. Năm đức có đủ là tròn đầy Phật pháp. Ngũ sắc quá ngũ phong, ngũ phong quá ngũ danh, ngũ danh quá ngũ quan. Giữa mình và chất xám của vũ trụ tiên thiên ban ra chất xám chính trời. Hậu nhân ta phát ra ngũ đức, đó là năm đức phát thiên đạo quyền cơ. Cái quyền cơ của năm đức hiệp năm chất xám của ngũ phương chư Phật, sanh ra chân đạo vô hình, chân như gọi là lậu tận thông, ở người là đắc lục thông, ở trời là thần tiên đắc đạo. Các môn sinh và đệ tử ơi, nếu các con tu theo ngũ giáo, ta mới hội được ngũ đức. Mỗi giáo là 9.900 năm. Vậy mất đi 45.000 năm ta mới hiệp được tâm kinh của ngũ giáo. Còn tu chánh pháp như ý tâm thiền, 1.200 ngày con đã gom thành ngũ đức của trời thiên, đỡ đi phải tu 45.000 năm cách trở. Có phải tăng pháp như ý tâm thiền, tu định, thiền định là tu tắc, có phải hay không? Vì nó rút ngắn được đoạn thời gian giữa trời và mặt, nên ta gọi tu theo pháp lục độ tứ thần của ngũ giáo là đi vòng. Tu đạo trời pháp Phật tâm kinh là tu tắc, là tu ngắn thời gian. Nó rút ngắn thời gian của người học Phật và tu đạo. Kiếp này ta có học, có tu, có biết, kiếp sau luân hồi ta đã quên cái biết của đời nay. Vậy 45.000 năm kia ta thay đổi vô thường. Cái vô thường thay đổi đó làm ta mất đi chánh đạo. Kiếp này ta có tài, có tim để hiểu, kiếp sau ăn cháo bà mạnh luân hồi, ta mất đi cái hiểu biết của con người. Vậy trở thành thú vật, câm và điếc, con hiểu cái gì trong kiếp mất linh quang và luân hồi của dạng thú? Kiếp này ta luyện cho ta có giác quan, kiếp sau ta làm sai bị phạt, mất hết ngũ giác, làm thấp sanh, sanh ra ta không nhớ. Vậy 45.000 năm tới 9.900 năm, trong 45.000 năm này các con tái kiếp vạn lần, con nhớ gì đây? Dù trở lại con tu dòng trong cái ngũ thường đó, sự lưng trầm cản trí, dù trở lại tu đức, tu Phật trong gia đình mà gặp gia đình ác không tích đức, thiên chức có con có còn nhớ gì không? Kiếp trước ta là một sư, kiếp này lại là ông đạo Phật. Kiếp trước ta là thiền sư, kiếp này lại làm thầy sải hay là cha cố ở nhà thờ.
Kiếp trước ta làm quan, kiếp này thành cô gái điếm. Kiếp trước ta là một ông vua, kiếp này lại là kẻ an sinh. Vậy trở lại tái kiếp, ăn cháo mạnh bà rồi, con có nhớ gì không? Trước ba kiếp con đã không nhớ, sự giả kiếp tu kia con nhớ gì đây? Ấy mới gọi là lưng trầm trong thế tục. Vậy các con có nhớ ra mình là ai? Rồi hãy bàn đạo của thầy vô danh thị. Tại sao Phật tổ kiếp trước thầy là Bồ Tát Phật, kiếp tới đó thì thầy xuống làm Chúa Kitô, vậy kiếp thứ ba này xuống thầy vô danh thị? Nếu gọi là Phật Di Lặc, nếu gọi là Đức Kitô, nếu gọi là thầy vô danh thị, có ba pháp danh, ai mới chánh vị cho ai? Vì vậy ba kiếp đầu thai mà Phật tổ Như Lai không muốn gọi những tên cũ ấy nữa, nên đặt thầy là vô danh thị, tức người không tên mà thị hiện giữa trần ai. Nên thiền sư khi phát huệ, khi các con bắt đầu có thánh thai, tức là con biết con là ai, đã kết được tinh ba sáng suốt trong trời đất, và lòng con đã có Phật đài, nên từ đó họ lo tu tịnh, không dùng lời nói. Vì thiên nhãn của họ chưa thông, chờ sự thông tinh thần rồi mới nói không muộn. Vì nhĩ thần chưa thông, chờ sự nghe diệu âm Phật pháp cho thông rồi nói ra vẫn chưa muộn. Vì tha tâm thông chưa thông suốt thiền cơ, khi thông suốt thiền cơ rồi nói ra còn chưa vội nói. Vì thần túc thông chưa thông, họ chờ sự thông thiên đạo, mở cơ nhiễm màu quyền bí, nói ra cũng chẳng muộn màng. Vì túc mạng thông chưa thông, họ học rèn lòng chờ sự thông huyền tận, chi môn ngộ Phật pháp nói ra cũng không hết chỗ bàn. Vì các tinh hoa trời cho là của báo của nhà đạo, là chân ái cao quý của nhà Phật, nên thiền sư đạt nó lại không muốn nói, yêu quý nó không dùng lời nói, chỉ để tầm nhìn vào thiên nội vô vi, để giữ kín nó, để mở cửa quyền vi. Môn đệ ơi, con đắc thánh thai là đắc thiên mạng, thầy chúc mừng con, và chư Phật và Thượng Đế cũng chúc mừng. Từ đó các con nên tu không cầu vào tôn giáo để tri cái thiên mạng của thiên đạo, lìa xa cái thế đạo đi con. Cái không bị cái thế buộc ràng, con đã phát đức trong lòng rồi, chỉ chờ thiên mạng phát thiên chân của kim thiền tự. Con đã có chân linh trong thiên nội thiên, nó là của báo quý. Con thi ngoại thiên ngũ giáo nữa để làm chi cho mất thời gian? Nên nhà đạo đạt nó thì ẩn mình tu tịnh, gọi là nhập định, để thấu hiểu quyền cơ. Nhà Phật đạt nó thì giả ngu, để bảo dưỡng Phật tâm đi vào chánh đạo. Còn nhà thiền sư giữa nam và nữ tâm thiền, các con đạt nó thì cái ngơ tai giữa phi thường già thị của trường đời, mắt nhìn đời dường như có như không, tim để không tâm để sanh tâm minh kính, trí để rèn luyện không trí cho trí tệ lai sanh, lòng để không lòng cho thánh thai thông dong tự tại. Có bà mẹ nào dưỡng thai
lại lên võ đài đấu đá. Đạo dưỡng thai của người mẹ, của thiền sư thai lòng, không nói ta có người không. Môn đệ ơi, các con ẩn để giấu quyền cơ chờ thai sanh quá, nhẫn để biết từng chân khí hảo trung hòa, yên để kiến thiền ngồi thâu khí quá, yêu để dưỡng tâm thiền trổ nhị khai qua. Nên phải cẩn ngôn và thẳng ý, dặn ta không khiêm để thánh tâm điềm tĩnh, dặn ta không nhẫn nại để bảo dưỡng điềm linh, dặn ta không biết giữ mình cho chí linh chí thánh, dặn ta không biết ăn tình đấu đại để đạo lý hòa minh. Như đàn bà yếu biết nương sức sòng sức sống của chồng để thành trí, đứa bé hiền biết nương sức nhân trị của ông cha, đứa môn đồ biết nương sức luyện mình của thầy tổ, đứa học trò có thánh thai biết thẳng ngôn cẩn ý để giữ kính đạo thành. Đến có thánh thai rồi, danh không cầu không tranh tài đức trong thiên hạ, tu tịnh an mình không đòi đùm bọc giữa thế gian, tức là người biết cõi bỏ ma lòng. Luyện không mình không cầu chùa cao tượng Phật lớn, vì cái lợi to thì có cái hại cặn kẽ. Đến đó mới biết phá thành sầu, lòng lặng lòng không lời để mình thông đạo lý. Như mỗi loại chim thần trời xanh một cá tánh, mỗi loại thần linh trời xanh một đức tánh, mỗi loại cây thần trời xanh một dược quý, họ thờ một trời mới đắc đạo chân nhân chân Phật ở tim mình. Nên nhà thiền sư đắc lục tâm thông là một, cõi trời hư không sanh ra có một khí hạo nhiên, dạng pháp Như Lai chánh pháp Phật là một tổ truyền. Lúc truyền từ Tây Phổ, lúc đi qua Đông Độ, nay lại đi vào phương Nam, rồi đi ra ngoại quốc, rồi đem về lại phương Nam, một gốc phân ra đến kỳ chánh pháp, nó lại tái sanh trở về một quốc độ. Trời sẽ cho lục châu làm quốc độ của chánh pháp, có phải tán dạng thù rồi quy nhất bổn hay không? Như vậy thì gà có trước hay là trứng có trước, đạo có trước hay là Phật có trước, mật thước nào ta để chứng minh tăng? Gà có trước mới sinh ra trứng, đạo có trước mới sinh ra Phật, cõi hư không có trước mới sinh ra vạn vật, ta có trước mới sanh ra được kim thân. Bằng không có xác thân thì kim thân lấy đâu mà trụ mà sanh quá? Còn bằng không có xác thân thì muôn đời trứng chẳng có sanh ra, tức là gà ấp trứng âm, muôn đời không nữa. Dạng hữu nối truyền lập hư vô làm đạo, dạng hữu thất truyền đạo hư vô vẫn còn đó, nên ta chưa phát huệ chưa ngộ không, không thể nói hết ý trời cao. Các con mà lấy trí đo lường đạo trời, tới vô vi vô căn không tìm ra gốc đạo, bởi hư không là diệu hữu của trời cao. Không ngộ không thì không nhìn ra dạng hữu, còn bằng ngộ không rồi con bàn cái thế đạo thúi quắc đó nữa làm chi? Lấy lòng nhân chưa phát huệ mà luận đạo, đến cõi vô vi không đạo thì luận mãi không thành.
Nên hàng pháp lục thông đã vừa thấy, đã vừa biết, lại dường như không biết. Kẻ sĩ tu thiền lập sự biết, biết giữ thiên cơ, làm như người không biết để mình thành. Như các vị tán tiên tu đạo xưa nay làm thầy bói tướng, hiểu được cung tử di và hiểu được một phần trăm của thiên lý. Kẻ nói đủ thì an, kẻ nói nhiều thì lộ thiên lý, trời Phật cho đó rồi, còn ngồi moi móc cái thiên cơ nữa làm chi. Nên khi chết phải làm ngạc thằng, giữ các nơi xú quế để ngửi cái mùi kẻ sĩ chống trời, làm những cái thứ thầy bói vong nhân. Ta là những người tu chánh pháp tiền định, ta là những người có đạo, có huệ, có căn tu. Lẽ phải trên người để thượng đầu sư làm việc, kính trời trên mình để kính thượng đế làm việc, kính người trên mình để hậu nhân chi lễ vua làm việc cho quốc gia. Nên kính biết nhường lời để hiếu kính, đạo biết nhường thần để minh kính. Không ý ta có tài làm cản mã phụ nhân thiên, cái lễ của trời sanh. Các môn đệ con ơi nên nhớ, lấy nhiều hơn cho là lạc vào bá đạo của thế đạo. Cho nhiều hơn lấy chân lý của tấm lòng vàng của thiên đạo. Sự cho nhiều không lấy là các con đắc đạo giới hư vô, vì cửa hư vô không có chứa đồ tạp thế. Thiên nhãn khôi khôi sơ nhi khả lậu, mắt trời lòng lòng bao la mà thấy thấu được lòng người. Đừng nên nói trời cao không thấy. Ta mở thiên nhãn nhỏ hơn trời 1000 lần mà ta còn thấy chính trời và cái đấy của hư vô. Không lẽ mắt trời to hơn ta 1000 lần cả vũ trụ không thấy những cái tà thần tinh tú ở lòng ta? Các môn đệ con ơi nên nhớ, bản thể của thiền sư tu luyện kim đơn, nó liên quan đến bản thể của thiên nhiên vũ trụ. Sự lấy linh khí của vũ trụ thượng thiên, nó xuống vào các vùng phong thủy của hậu thiên mà sanh hóa cho vạn loài. Như nước có mạch thiên long trong các dòng nước ngọt nước sạch, từ xương trời ban xuống đều có mang một chất xám của thần tiên, Phật và siêu nhiên. Ta tu gần các dòng suối, sông, hồ và nước giếng, tụ được cam lộ của chính trời, dược tánh dương kỳ thị, bản thể trường sinh của trong nước, sanh đại trí tuệ cho ta, giúp ta thông kỳ trí để đắc thiên cơ. Vì vậy người thiền sư phải chọn nơi phong thủy để phong thiền. Rừng xanh và hoa màu là lọc của ngũ hành ban xuống, ta ăn và tu hành dễ mở ngũ khí triều nguyên. Những vùng đắc kết linh địa và địa tiên có phát ra linh khí, linh tánh của vạn vật, của trời đất, của ngũ hành, ta phát theo dễ dàng. Tiếp khí linh trong đắc phát ra được ôn hòa, phát ra thần phong mỹ tục, sanh ra kỳ đức ở trên người tu Phật, tu đạo của thiền sư. Trong giếng có nước hay vực sâu có nước là điềm quyền võ, nó sanh ra trí độ sâu khính quyền cơ. Người ở gần đó thường thường sanh ra cẩn ngôn và thẳng ý. Nơi có suối cao đổ xuống hay có đập nước đổ vào là cửa khẩu của trời, là cửa khẩu của rồng, là đường hậu thiên phát tới tiên thiên. Nước đi xuống, khí đi lên, ấy là chỗ ta mượn khí mà lên mây,
để quăng du đây đó. Nơi có hồ chứa là Long Quy sanh ra quyền võ, có tài thiên văn, có tài địa lý, có trí sách lược, có đức điều binh pháp kỳ môn, ngũ hành bát quái học. Còn tu ở đô thị, ở thành phố là tu dưỡng sinh, không thể thành tiên đắc đạo được. Ở thủ đô thành phố, các con mở huệ rồi mới thấy một cái dù ô trượt bao khắp vòng vòng thành, dưới thì khí oán của muôn người đấu tranh oán hận, khí oán của tai nạn người chết chóc chết oan, khí lục dục thất tình của con người đấu tranh đồ khổ. Còn tư tưởng phát lên trên dòng cầu đó, con người tranh danh buôn bán, phát ra khí sạc ô lục tạp, còn đời sống bận nhơ nhiều hơn trong sạch. Còn các khí hóa chất hóa học xăng dầu thảy ra rất ô sạc, bốc lên đen tối tâm trí của người tu, bốc theo khí lòng tham của con người đưa tình vào trị lạc, nên hàng tu có phát huệ còn bị nhiễm mà đóng chân huệ lại, không thể phát lục thông. Các con ở trong thành không thể phát huệ và đắc chân nhân được, cho nên giảng chùa ở trong những thành phố không ai thành chân Phật chân đạo được đâu. Ấy là cái chỗ lợi kiếm tiền, kiếm tiền rồi thì kiếp sau đi vào nhân quả. Phật không có độ những kẻ hôi thối này, cho nên chân đạo không thể giai sanh. Ngày xưa không có xăng dầu, xe cộ và các hãng xưởng hóa chất, mà các nhà chân tu như Lưu Bá Ôn, Thiền Sư Vạn Hạnh, Trạng Trình Khổng Minh, Khổng Tử Lão Tử, Phật Thích Ca, Chúa Giêsu, Khương Tử Nha và các vị thiên binh thần tướng như các vị đạo sư Lý Tịnh, Dương Tiễn, Nha Tra, Tề Thiên đều trong thiên nhiên ẩn mình mà tu thành đạo, rồi mở ra giúp nước giúp vua chánh đạo sơn hà. Các chùa ở thành phố và thủ đô bị cái dù này bao vây, chân linh tâm linh còn chưa sạch, khí ô tà, khi thất tình lục dục nổi lên, chỗ cao quý của thành phố không phải là cõi tịnh độ gì đâu, nên họ có định, có tu dưỡng sinh thì được. Chứ đại trí và đại huệ và tu pháp kim thân, sợ sải thai hình kim thân của mình đó, cũng như đàn bà hư thai vậy. Chứ không phải vì cái kim thân là con nít trẻ thơ, nó bị cái lục dục thất tình và ô nhiễm này làm hại, nó không sanh kim thiền tử được. Các con tu thiền định ở thành phố, lúc đi du lịch nên đi tìm đắc địa linh phong thủy mà thầy đã chỉ cho kết. Chỗ tu cách thành phố ít nhất là 13 tới 30 cây số, cách tỉnh thành khoảng 3 tới 10 cây số mới ra khỏi dòng khí dục hại của trần hô, mới mong phát huệ được. Người phát đạo là người đi tìm trinh sát, ở đâu, ở lâu trong thành phố sẽ bị tối như cây đèn cạn dầu, thì cái ngọn tinh thần nó sẽ lu thôi. Người phát huệ là người trinh bạch, ở đó lâu trong thành sẽ bị cái hắc đạo phá đi cái chánh đạo. Người phát thánh thai là được cái thiên chân, ở đó lâu dần dần bảy mây mù sẽ che cái thiên đạo, cái thế đạo sẽ làm mất dần cái thiên đạo. Nên các cõi thiên nhiên trong trời đất, ở đảo, ở núi, ở vịnh, ở hồ sa, ở những suối sa, đó là những nơi
mà thiền sư tu đạo có lợi ích nhất. Thanh tâm tầm bóng thố, đạo sạch hiển dần ô. Tiếp theo tam giáo kỳ phổ độ, nguyên thủy giáo. Đạo trời khởi thủy từ chung giới là nguyên thủy, các vị tiên thánh thờ trời và tu luyện kim đơn, tức là tu không có tư tưởng. Như yêu nước không có tình thù vì thiên cơ của nước, yêu trời Phật dân ái không tranh đạo vị của thần tiên thế đạo, theo thiên nhiên không phá hoại thiên linh địa lý của trời đất kết thành, yêu chánh thần không phụ bạc người tu chung đường bằng hậu thiên kim, đó là người có tình yêu không tưởng. Thông thiên giáo. Đạo trời vào cõi linh bảo, các vị thần tiên tu cái đạo vô tướng, tâm đạo ta sinh thánh thai là kim thiền tự, ta là Phật. Phật tâm ta sinh chân nhân là thiên chân, ta là đạo, đạo lại là ta. Vậy đầu là Phật, nguồn lại là đạo, nên bậc đại thừa không thể nói ta có người không. Như nhà trời tu đắc đạo rồi tu Phật, như nhà Phật tu đắc Phật rồi tu đạo. Trí là phàm, trí tệ là thánh, lòng là trần, không lòng lại là đạo. Vậy chỗ nào là tướng, nên đại thừa không chấp tướng và tâm. Thái thượng giáo. Đạo trời vào cõi thái thanh, các vị thần tiên tu đạo, tức tu không sắc giới. Sắc là ngũ hành, không sắc là đạo không có ngũ hành. Phép là ngũ thiên, tu tâm pháp lại vô thượng thiên, tức là bước vào thiên nội thiên. Vậy không bàn về gia long của thiên ngoại. Vậy chân tu thấy thiên nào để ta quần Phật và quần đạo của chính mình? Tiên lấy ngũ hành để thiên biến dạng hóa, Phật lấy tâm sanh để thiên biến vô cùng. Vậy thiền sư lấy cái tu nào để đi vào vô biệt niệm của nhà đạo, nhà Phật để chứng đạo Như Lai? Nên những người tâm chưa ngộ thì thiền trong phiền não, tâm đó ngộ không rồi vô phiền não. Vậy nhà đạo, nhà Phật lấy tâm nào để đắc đạo hư không? Tinh lành giáo. Đạo trời vào trong thánh giáo tam kỳ, thời sơ thủy họ tu cõi lòng bác ái để đắc chân như. Một, ái tha thánh nhân thì tha kẻ thù mới quần thánh. Hai, ái quốc đắc trung thần mới tròn đạo thánh nhân. Ba, ái dân dạy hiền thần thì hiền thần làm tròn tiết độ. Bốn, ái nhân là sách lược nhân trị chi dân. Năm, ái thần linh, con người thờ trời để trả hiếu. Sáu, ái nhân sinh quan, tôn kính người lập đạo và người lập quốc. Bảy, ái bình đẳng tự do ngôn luận thì kinh pháp cứu thơ dân phải làm món ăn tinh thần cho nhà đạo, nhà Phật đó vậy. Tám, ái đồng bào yêu dân quý quốc thì bảo vệ vị thánh hiền yêu nước. Kitô giáo. Đạo trời đi vào kỳ nhì của thánh giáo là lục độ của nhà Phật, còn bên nhà đạo là bác ái với lòng nhân. Một, độ người thành thánh nhân để có hiền nhân duy trì sự thánh thiện của trời và của đạo đức. Hai, độ người của cõi ác làm thiện để hành nhân chi đạo, giới thiện mở đường. Ba, độ quốc gia theo sắc nhân đạo, làm giàu mạnh chi dân thì quốc gia
giải thoát được cảnh nghèo, dân nghèo, đói khổ, làm phồn thịnh cho quốc gia. Bốn độ hiền thần dân trinh vì làm trinh sáng quốc pháp, thì quốc pháp phải có tòa hòa giải rộng quyền để bình đẳng chi dân. Năm độ người cải tà quy chánh, làm minh trị triều cương, tức là làm hiền thần thức lòng nhân mà vì dân chi đạo. Sáu độ liên bang hòa nhu cộng lạc, đạo kinh thương tế thế, lấy kinh thương tế thế làm thần tài, phục tài chính của quốc gia, hưng thạnh triều chánh.